Huyện Lục Nam đã tập trung cao chỉ đạo, quyết liệt thực hiện có nhiều cách làm mới, sớm khoanh vùng dập dịch. Đây là ghi nhận của đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương này trong sáng nay. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn và lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Từ ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại thôn Phương Lạn 3, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam đã tập trung cao chỉ đạo, huy động toàn bộ lực lượng, kịp thời khoanh vùng và truy vết thần tốc toàn bộ số F1, F2. Do đó, ổ dịch tại đây đã sớm được khống chế, kiểm soát. Toàn huyện hiện có 73 F0 trên địa bàn 20 xã thị trấn. 31 F0 là người Lục Nam dương tính tại các khu cách ly phòng chống dịch. Huyện đã lập và duy trì hoạt động các vùng cách ly y tế, 44 thôn, tổ dân phố và thực hiện nghiêm cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 19 tháng 5. Sau 16 ngày, tình hình trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái ghi nhận sự nỗ lực quyết tâm cao của huyện trong thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Đặc biệt, huyện đã có nhiều cách làm mới sáng tạo như tuyên truyền, báo cáo, hỗ trợ nông sản qua nhóm Zalo, có nhà vệ sinh riêng cho từng nhóm đối tượng nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm chéo, hỗ trợ 700.000 đồng một tháng và khẩu trang cho tổ COVID cộng đồng. Đến thời điểm này, cơ bản dịch đã được khống chế. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý tuyệt đối không được lơ là chủ quan, đề nghị huyện tiếp tục quản lý tốt số công nhân tại các khu công nghiệp, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm để nhân dân tự giác tuân thủ quy định phòng chống dịch. Cùng với đó, có chiến lược mới về xét nghiệm. Xét nghiệm bây giờ phải tập trung, chúng ta xác định là cái ba cái nguồn lây đấy để tập trung vào cái trọng điểm đó. Để chúng ta lấy mẫu xét nghiệm. Cùng với lấy mẫu xét nghiệm tập trung đó thì các đồng chí cũng tầm soát. Và để cái chiến lược xét nghiệm này thì tôi giao cho ban chỉ đạo của tỉnh phải chỉ đạo. Bây giờ là phải xây dựng cái kế hoạch để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn toàn tỉnh. Theo ngày để các đồng chí chỉ đạo. Căn cứ vào kế hoạch của tỉnh đó thì các huyện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. Thì như vậy mới đảm bảo là tất cả cái mẫu về CDC nó mới chuẩn được. Huyện cũng đã làm tốt công tác quản lý tại các khu cách ly. Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tiếp tục siết chặt các biện pháp, tăng cường giám sát, kiểm tra, chấn chỉnh, kiên quyết không để lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy hiệu quả tổ COVID cộng đồng, tăng cường xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, quan tâm tới công tác hậu cần, đồng thời thực hiện các biện pháp khôi phục sản xuất, hỗ trợ nhân dân tiêu thụ nông sản. Song song với phòng chống dịch vẫn phải đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh, ổn định đời sống cho nhân dân.